nghe nói năm nay má muốn kiếm nàng dâu. Hey, mà lâu nay anh đâu có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong vì anh giao cho em trông còn gì đâu nữa để em phải bằng lòng. Ngồi xuống ba lá tay em trong tay anh treo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đèo. Giàu nghèo gì cũng sẽ hứa dẫn em đi theo, sợ anh hơ lèo thì đưa tay đây mình bóp queo. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sao có người kề bên sân tối, vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Cùng ăn cùng uống chung một giờ, cùng ngủ chung giấc mơ, chắc con được thiệt ai như mình làm chồng ơi. Còn cưới được nhau là do duyên số. Về bên nhau anh nguyện đồng lòng mình cùng dựng xây mái nhà kiên cố. Nhà trai nhà gái đêm nay đông đủ, xin mời cô dâu bắt đầu tiến vô. Nâng ly mừng đồng thanh tiếng hô, cầm micro chú rể tuyên bố. Trời ơi hôm đã có giờ rồi, so yeah hai bên cũng mở lời. Hồi môn tặng mấy cây vàng, một cỏ xăm nhỏ lên viên đám cưới rồi. Trời ơi mừng đã có giờ rồi, có em ca ca cũng nhờ trời. Bên em mãi không có trời để tiếp tục được từ nay đến cuối đời. Anh mới nghe nói năm nay má muốn kiếm nàng dâu, mà lâu nay anh đâu có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong vì anh giao cho em trông còn gì đâu nữa để em phải bận lòng. Ngồi xuống ba lá tay em trong tay anh chèo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đèo. Giàu nghèo gì cũng sẽ hứa dẫn em đi theo nè, sợ tôi hứa leo thì đưa tay đây mình móc méo. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui nghe. Cùng ăn cùng uống chưa một giờ, cùng thức cùng ngủ chưa giấc mơ. Và con ngực kề tay kêu mình là chồng ơi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sao có người kề bên sáng tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Cùng ăn cùng uống chưa một giờ, cùng thức cùng ngủ chưa giấc mơ. Và con ngực kề tay kêu mình là chồng ơi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sao có người kề bên sáng tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui nghe. Cùng ăn cùng uống chung một giờ, cùng thức cùng ngủ chung giấc mơ. Và con ngực kề tay kêu mình là chồng ơi. Trời ơi mình đã có vợ rồi. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly một
cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Con gà, chính con ngựa, có hồng mau. Xin lễ linh đình, 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác, anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi, giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui, có anh bên đời mình. Ngày cây nâng xấu, treo ghế, tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao, gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu. Mơ đông đầy con cháu, bằng lòng theo anh đi về quê. Kiều Giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường dê. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời.
bát ngàn, cả đời dân cư thiết tha. Bên sông chiều cùng anh ngồi ngân câu hát, mình say đắm một đời phù thế. Thôi để em lấy chiếc máy cày qua nhà anh chờ lâu chứ chưa mất công. Để tia mai em đừng trông ngóng, hết là cưới liền dân miền Tây hốt ngay chứ không lông vòng. Ý em mà như vậy được không? Bắt câu đi về dinh mừng anh lên chức làm chồng, thuê cho anh mây vàng nhạc sống, hết là hát liền dân miền Tây quay bánh chứ không lông vòng. Thank you.
sức là gọi là bao nữ trang. Như vậy thì mời cả dân do kêu cô dâu ra cho đồ nữ trang đặng làm hỏi gia đình bên trai cho là cháu nó một tấm lắc một đôi bông tặng điều gì rồi đi trên nó sắp sao không sắp nó biết được cái xá này rồi con đại đại đây thành đám cưới đưa cho Hoàng Anh á. Mình anh sớm tối đêm khuya chỉ có một mình, tương tư bao ngày đêm tìm hạnh phúc của đời anh. Một mình trong đêm với những suy tư và ước mong tìm được yêu thương hạnh phúc trong cuộc đời này. Nhân duyên trời ban đã khiến cho anh gặp được người mang cho anh niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Người đã bên anh những lúc cô đơn hay khó khăn, dù cho đôi khi vấp ngã trong cuộc sống. Nguyện một lòng khắc ghi những ân tình mà em trao anh, dù cho sóng gió phong ba cũng không đổi thay. Trời cao cho ta gặp nhau bởi chữ duyên nên ta mới quen, chờ cho xuân sang chúng mình cùng nên duyên. Trọn cuộc đời chẳng quên những kỷ niệm thuở ta bên nhau, cầm tay sánh bước chung đôi bước trên đường đời. Tình yêu ta trao về nhau trọn kiếp ta cũng sẽ chẳng quên, nhịp tim của hai chúng mình thuộc về nhau. Nhân duyên trời ban đã khiến cho anh gặp được người mang cho anh niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Người đã bên anh những lúc cô đơn hay khó khăn, dù cho đôi khi vấp ngã trong cuộc sống. Nguyện một lòng khắc ghi ân tình mà em trao anh, dù cho sóng gió phong ba cũng không đổi thay. Trời cao cho ta gặp nhau bởi chữ duyên nên ta mới quen, chờ cho xuân sang chúng mình cùng nên duyên. Trọn cuộc đời chẳng quên những kỷ niệm thuở ta bên nhau, cầm tay sánh bước chung đôi bước trên đường đời. Tình yêu ta trao về nhau trọn kiếp ta cũng sẽ chẳng quên, nhịp tim của hai chúng mình thuộc về nhau. Trọn cuộc đời chẳng quên những kỷ niệm thờ ta bên nhau, cầm tay sánh bước chung đôi bước trên đường đời. Tình yêu ta trao về nhau trọn kiếp ta cũng sẽ chẳng quên, nhịp tim của hai chúng mình thuộc về nhau. Thank you.
Bà mình đói sáp bún sáp được kìa. Con bà sợ có bún sáp không? Rồi. Chắc vừa là cũng thông qua với hai họ. Đi hôm thì có làm lễ bún giá đã xong. Chắc có lẽ tính bằng đại diện thôi. Thì chắc có lẽ bữa nay cô bác cũng không còn được nhiều thôi. Bây giờ đại diện bà ngoại uống nước rượu đi. Mời bà ngoại. Rồi mai tiếp luôn. Tiếp tục mời bà gì đó. Mời bà gì cái gì đó. Mời bà giúp con. Uống hết rồi, uống nhiều lát say nói sao ấy. Dám uống đâu. Thấy rồi đấy chứ. Ngồi đây. Cô còn chẳng qua đây là nhà uống cái cổ đấy. Rồi mà thêm ly nữa đi Hoàng Anh. Bên ly bên nhà gái nữa. Rồi mời kế bên luôn đi Hoàng Anh. Này là cha vợ hả? Rồi uống luôn đi chú. Chọn quá mời đi. Rồi uống luôn. Rồi trả hải ly đi, dâu ghế quanh tay lại cúi đầu cha mẹ cái. Dạ rồi. Thưa cho bà chồng mẹ. Đừng có bóp cái tay của bà. Rồi dâu ghế đứng sát vô, hai bà xui cũng ly cái nè, cũng ly tình nghĩa cái uống trăm luôn. Rồi uống luôn cô. Cho cái đám hỏi thì bây giờ là con muốn là giới thiệu cho cô bác bên nhà trai phải không? Ai tiếng có món quà tặng cho cháu đó, đi tiếng đó. Dạ. Vì là cô dâu hỏi con giới thiệu đi. Con đầu luôn thì cho bác bà nội có món quà thì tặng cho cháu ngày cưới thì bà nội món quà vì bà nội. Rồi, mình sẽ nhỏ bằng chồng á. Cô mày có gì thì giấu đi. À, cái đó tôi nói về con trai làm lễ cũng được rồi cái nói không để hôm rồi không có đi con gái dễ dạy cho cái lễ con chồng rồi bây giờ mới lỡ qua mới lỡ đây không để dâu không để cho cái đó tự nhiên cũng làm cũng được chúng nói về cái gì mà làm lễ lỡ rồi đeo luôn đi rồi đeo xong đi uống rồi tới này đeo luôn đi đi sáng tới này hai ly luôn đi cho hai cô cũng luôn đi. Rồi mời mợ hai với dì Tương lượt luôn đi cho hai người cũng luôn. Rồi mời lần ly đi. Rồi thêm ly nữa. Chưa cũng nó uống rồi. Rồi vô cạn ly. Có anh là chồng
lấy nhau từ thuở tai không. Tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo, quý nhau là tấm lòng son. Gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Chai sao nữa dùng bữa cơm với gia đình thân mật, mời cô bác thân tộc gia đình ở đây ở nhà gái. Đợi mẹ con qua đi lấy rồi lên rồi giờ ra đứng đây là cái gì thì hai con quay qua xá bàn thờ. Khỏi là người ta về. Ai đứng rồi đấy đâu? Em sáu nha. Dạ. 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 Quanh co ghé buồn xuôi theo gió, tâm liều tranh nhỏ nhỏ nhưng mà hạnh phúc chúng mình to to. Về nhà cùng em đi, có vàng bông thiên lý, nghe hợp tình hợp ý thì thôi ta chốt chứ còn chờ thêm gì. Thương là thương anh nhiều nà, anh đâu cần chi phải lo, mơ làm chi hỡi bạc vàng, chỉ mong cho tám no. Cây cầu tre bên hàng dừa, bên nhau ngày sau ấm êm, bao mộng mơ xây giấc gối đầu bên nhau mỗi đêm. Xách cây cuốc để mà đi ra đồng, người nông dân chăn lắm tay bùn nhưng mà đã yêu ai thì chỉ có một lòng. Em đừng có lo cái số mình khổ nè, gụn dân có cánh cò bay bay. Thương em cái nét mộc mạc, em cười một cái là bao người say say. Cầu hò điệu lý tình ca, ta đưa nhau về mảnh đất phù sa. Thương là thương quá xa, em ơi mình thưa là thưa ba má. Cho trọn ngần nghĩa thành đôi, anh đây xin thề chỉ có mình thôi. Yêu là anh phải cưới, chứ đâu có nào chọc lưỡi đầu môi. Thương là thương anh nhiều nà, cần chi phải lo, mơ làm chi hỡi bạc vàng, chỉ mong cho tám no. Cây cầu tre bên hàng dừa, bên nhau ngày sau ấm êm, bao mộng mơ xây giấc gối đầu bên nhau mỗi đêm. Giấc mộng xây ta đưa nhau về một cấp liêu chánh chung tay giấy kề, mang sắc son câu thề duyên tình quê bao năm nồng ấm. Kìa hàng cao xanh khi đêm trăng về mặt hồ long lanh, nghe sao yên bình em mang chân tình một lòng yêu. Cuộc đời tựa như mơ mộng, vàng mình dệt nên thơ, còn cái rô lên bờ.
hai đứa nay thành đôi. Xin hứa một lời yêu mãi không thay đổi trong cuộc đời này. Rồi đại diện cái đi, con gặp cái gì vậy, con mắc ói đó. Vừa vừa thôi.
bà cô để cho cái nước cho cái con chị đi bớt đùi lên hơn chứ là rồi thì ta cho nó nghĩ có gì đâu, người nước mắt tại ha xương thì nó chỉ nào biết cái sao biết. Bánh kem nè hả? Bánh kem ở dưới sân bàn nó ngoài đó. Cái đó là không? 3 cái 7. 3 cái 7. Dạ, solo. Rồi uống luôn đi con ơi. Cũng ly uống luôn. Con làm được cái đó con ơi. 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 Thấy nó mệt, tội nghiệp lắm. Chị em gì đó, ai có cho quà gì đó thì vô. Hai con có cha có mẹ có tụi bây. Rồi bây giờ cái này con là một bên dựng vợ lại chồng, một bên cưới vợ thì như vậy. Con đồng đó báo hiếu hai con, con hai đi ruộng đưa cho cha chúng cha với mẹ cùng cùng nó bóp vô quất một cây đây. Bữa nay mình quá rồi có được giao huyền rồi đấy. Ai được một thành viên được giao huyền được rồi thì ngon rồi, thử cái bóp liền không ăn rồi thì hai ông cũng cái đây vô quất thầy cậu liên vòng bởi thì hai ông chui đừng cái liên này nha. Đấy, rồi, tới bà cô đưa nó đi dạy con. Bà hiện tại cũng đã xong như vậy, hai con cúi đầu hai xã. Từ đây giờ mình là của nhau đến muôn đời nhau.
yêu thì mặt trời sẽ tắt. Và chính những chân lý đó đã đưa con tim của chú Nghị Hoàng Anh về quê hương. Nhà anh thì đã tốt trồng rau, trang trồng đá, trang trồng một bên. Mà chừng nào bắt đầu bên nhau. Và kính thưa quý tộc thầy hộ của chúng ta thân mến, thì sự hiện diện trên sân khấu tình yêu của chúng ta lúc này đó là hình ảnh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, rạng ngời nhất của đồng hương của chúng ta hiện nay. Và tất cả quý vị cũng đã thấy trai tài gái sắc là đây, là duyên tiền định ngày này kết đôi. Dù cho vật đổi sau dời, tình trạng ý thiết trọn đời không có đổi thay. Và quý vị cũng trông thấy đó là quê hương của chúng ta rất là đẹp đôi, thấy không ạ? Chú rể thì quý vị thấy thì sao nè, chú rể thì trông rất hiền ngoan, cô dâu xinh đẹp mà lại giỏi giang nhiệt nhà. Mà hỏi ai đi bốn phương trời, hỏi dâu xinh đẹp như người Bạc Liêu. Cảm ơn cô bác gần xa đến dự buổi lễ trọng đại hai nhà của chúng em. Và sự kiện của tổng thị tất cả quý tộc hay họ đã có mặt trong buổi lễ thành hôn trọng đại của đời bạn của chúng ta ngày hôm nay, đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc đã được nhân đôi hơn nữa. Và để cảm ơn những tấm chân tình và những tình cảm cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp từ phía quý tộc hay họ dành cho đời bạn của chúng ta ngày hôm nay, thì chú rể Hoàng Anh và bây giờ Quyền Trân sẽ có một lễ tri ân cũng như một cái gật đầu để cảm ơn tất cả quý tộc hay họ đã đến đây chúc phúc cho hai em. Xin mời hai em hãy thực hiện. Chào bà con quý trọng. Nuôi con không lớn, dựng vợ gả chồng chắc hẳn là một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta, phải không ạ? Vì thế mà các cụ xưa của chúng ta cũng có một câu nói ví von như thế này: công cha thì như núi Thái Sơn, và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ ơn cha, vì ai mà có đôi ta trưởng thành, có gốc thì mới sanh cành, nên duyên chồng vợ sanh thành nghĩa ơn. Và kính thưa quý vị, và cha và mẹ là những viên gạch vững chắc nhất để xây lên nền tảng hạnh phúc của chú rể Hoàng Anh và cô dâu Huyền Trân. Vì thế mà trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì chú rể và cô dâu của chúng ta không thể nào không nhắc đến và nghĩ đến đồng sinh dưỡng và tu tạo hạnh phúc cho cây tình yêu của hai em được tâm trời nảy lá như ngày hôm nay. Thì ngay sau đây những người thực hiện chương trình của chúng em cũng xin được phép đỡ lời cùng với chú rể Hoàng Anh và em cháu cũng xin trân trọng kính mời ông Mai Nguyên Văn và bà Trần Kim Mến, cũng là ông bà chú hôn họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Và em cháu cũng xin được kính mời ông bà chú hôn cùng tay trong tay kể từ đây và mãi mãi về sau. Và em cháu xin trân trọng kính mời ông bà chú hôn cùng tay trong tay tiến về sân khấu tình yêu ngay trong hạnh phúc ngày đây. Xin trân trọng kính mời. Ơn cha nghĩa mẹ sau dời, con xin ghi nhớ muôn đời không phai. Và xin mời ông bà chú hôn đứng cạnh bên chú rể. Và kính thưa quý vị, thấy hai trẻ thuận tình như ý, nên hai bên nhất trí làm xoay. Và ngày hôm nay cũng là một ngày mà ông bà chú hôn hay họ của chúng ta đã quyết định kết trận mối tình thông gia. Và ngày hôm nay thì ông Mai Nguyên Văn và bà Trần Kim Mến đã quyết định kết trận mối tình thông gia cùng với ông Lưu Thành Đông và bà Tống Thị Mỹ Hiệp, ngụ ở ấp Vĩnh Tình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu của chúng ta. Và vì mặn lo cho cái buổi lễ du quy của cô dâu ngày hôm qua cho nên cũng sức khỏe cũng khá là mệt, vì thế mẹ của cô dâu cũng xin nhắc mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Vì thế thì em cháu cũng xin trân trọng kính mời về phía đại diện ông chủ hôn hoặc nhà gái, đó là ông Thành Đông, cũng là cha của cô dâu. Thì em cháu xin trân trọng kính mời ông hãy trở về phía sân khấu tình yêu ngay trong hạnh phúc ngày đây. Xin trân trọng kính mời. Và ông đứng gần cô dâu. Mà những tình cảm của quái của tổng thể, tất cả quý vị đã không quản đường xá xa xôi giữa bầu trời ơi bất như thế này, đã sắp xếp những công việc ở gia đình của chúng mình, đã đến đây đem những lời chúc phúc tốt đẹp gửi đến đồng viên gương cũng như gia đình của chúng em ngày hôm nay. Đó là một niềm vui đã được nhân đôi niềm vui hạnh phúc hơn nữa. Thì ngay sau đây quý vị chúng ta cùng lắng nghe một lời tri ân từ phía bà chủ hôn họ nhà trai, sẽ có đôi lời tri ân cũng như đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã đến đây chúc phúc cho chú rể Hoàng Anh và cô dâu Huyền Trân. Thì em cháu xin trân trọng kính mời bà chú hôn có đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày vui của hai cháu, cũng là ngày niềm vui của gia đình hai vui gia chúng tôi. Để cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn quý quan khách đã đến đây để chung vui cho chúc mừng cho hai cháu. Thì gia đình xin cảm ơn chân thành. Ok, ngắn gọn mà hay.
từ phía đại diện ông chủ hôn họ nhà thầy của chúng ta rất là nhiều. Và trong lúc chiều này cũng như tiếp đón cũng rất có rất nhiều điều thiếu sót. Cũng rất mong toàn thể tất cả quý tộc hay hồ cũng như tất cả bạn bè thân hữu gần xa của gia đình mà vì tình thương mến thương của gia đình mà bỏ qua cho. Và kính thưa quý vị thì gã con qua sông thì phải gọi đò, mà gã con thì cũng có dặn dò đôi câu. Thì không biết ông chú hôn họ nhà gái chúng ta có đôi lời gửi gắm gì cũng như đôi lời cảm ơn tới ông và chú hôn họ nhà trai. Trước hết là cảm ơn bên họ nhà trai tiếp đón rất là nồng nhiệt đến bên đồng gái rất là vui là long trọng thôi. Cảm ơn tất cả mọi người ngoài nhà quý tắc của ngoài nhà trai. Ông chú hôn và nhà rái rất là nhiều. Thì một lần nữa thì em cháu cũng xin trả lời cùng với ông chú hôn và chú hôn và nhà trai. Thì cũng xin chúc cho toàn thể tất cả quý tộc hay họ cũng như quý tộc đặc biệt là quý tộc và nhà gái đã đi vào đến đây. Thì quý tộc và họ nhà gái của chúng ta dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng. Và cũng xin chúc tất cả thành viên bên họ nhà gái của chúng ta đã đến đây được dồi dào sức khỏe và mặn ăn luôn phát tài. Và kính thưa toàn thể tất cả quý tộc hay họ của chúng ta thân mến, thì theo phong tục cưới hội cổ truyền của người dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì mỗi buổi lễ thành hôn thì không thể thiếu những nghi thức mà đôi uyên ương của chúng ta sẽ tiến hành và thực hiện ngay trong khoảnh khắc này đây. Và với nghi thức đầu tiên thì đôi uyên ương của chúng ta cùng tay trong tay rót rượu tình yêu. Và với nghi thức thứ hai đó là cô dâu và chú rể dâng rượu hiếu cho cha cho mẹ, mà các cụ xưa của chúng ta thường gọi đó là dâng rượu tri ân cho cha cho mẹ trong ngày cưới. Và với nghi thức thứ ba đó là đôi uyên ương của chúng ta cùng tay trong tay cắt chiếc bánh phô thê. Và với nghi thức đầu tiên thì anh xin mời chú rể và cô dâu hai em hãy để bó hoa cưới ở phía cái bàn và hai em cùng tay trong tay vui chơi rượu tình yêu. Cầm tay anh ta sẽ đến nơi bình yên, sáng anh sẽ sưởi ấm trái tim, dẫu phong ba vẫn bên người, dù ngày mai vẫn đổi sao rơi, vì chúng ta sinh ra là của nhau. Và anh muốn hát lên thật to, hát vang rằng anh rất yêu người, cuộc đời anh rất may mắn khi bên cạnh em. Mùa xuân sáng anh thưa mẹ cha, tình ta nên nghĩa vợ chồng, vì chúng ta sinh ra là của nhau. Kể từ nay trái tim anh thuộc về em, mình cùng nhau sẽ vun đắp ngôi nhà hạnh phúc, đàn tre thơ sẽ ra đời và đầy ắp những tiếng cười, hạnh phúc gian đơn chỉ cần vậy thôi. Rằng anh rất yêu người, cuộc đời anh rất may mắn khi bên cạnh em. Mùa xuân sáng anh thưa mẹ cha, để tình ta nên nghĩa vợ chồng, vì chúng ta sinh ra là của nhau. Kể từ nay trái tim anh thuộc về em, mình cùng nhau sẽ vun đắp ngôi nhà hạnh phúc, đàn tre thơ sẽ ra đời và đầy ắp những tiếng cười, hạnh phúc gian đơn chỉ cần vậy thôi. Và kết thúc đó thì anh xin mời dâu rể hai em hãy nâng hai ly rượu giao bôi của hai em và mỗi đứa một ly các bạn. Và dâu cô dâu và chú rể chú ý thì hai em khoan uống hai
đi được gia bo nha, hãy ăn uống sau cùng. Và kính thưa toàn thể tất cả quý tộc hay họ của chúng ta thân mến, hôm nay thì kết nghĩa thông gia, chúc cho hai họ tình thâm đậm đà, bền duyên kết nghĩa trăm năm, dâu hiền vị thẩu đẹp lòng nghĩa cha. Và để chúc cho tình thâm gia hai họ của chúng ta từ đây và mãi về sau được keo sơn gắn bó, và cũng như chúc cho tình thâm gia hai họ của chúng ta kể từ ngày hôm nay và mãi về sau. Ngày hôm nay thì mỗi thành viên bên gia đình của chúng ta đã có được những thành viên mới trong gia đình. Bên đã có được cô dâu thẩu, bên đã có được chú để hiền. Thì em xin mời thông gia hai họ hãy bước tròn tới sân khấu xíu. Dạ đúng rồi. Quá lâu hôm nay chúng mình. Rồi âm thông vô, gia bước lên sân khấu xíu. Rồi chị hai xúc lại xíu, chị hai xúc lại xíu này xem. Rồi âm thông gia xúc lại em xíu và cho kể xúc lại cho mẹ xíu với bạn. Như được diễn hàng hàng thông thích đêm. Thì một lần nữa thì em cháu cũng xin được phép lên lời cùng với đồng viên Hương thì cũng xin chúc cho sức khỏe cho cha cho mẹ hai bên được dồi dào sức khỏe, và chúc cho cha cho mẹ được sống lâu trăm tuổi và luôn là một cây cao bóng cả để che chở cho đàn con suốt cuộc đời này. Và hai con cũng xin cảm ơn sự hiện diện của cha của mẹ ngay trên sân khấu rất là nhiều, và hai con xin cảm ơn. Thì ngay sau đây thì xin mời hai ông thông gia hội nhà trai nhà gái chúng ta hãy tiến về phía sân khấu tình yêu một bước để cùng bắt một cái bắt tay nhau để thắt chặt tình thâm gia. Và cháu xin mời ông chú hôn và nhà gái ạ. Và cùng ông chú hôn và nhà trai hai ông bắt một cái bắt tay. Rồi hai ông ôm một cái ôm bao yếm ạ. Vỗ tay quý vị ơi. Rồi đắp tay bước xuống luôn. Và ông chú hôn là nhà trai xuống trước kia. Nắm tay. Và cái thứ đó thì cháu xin mời ông chú hôn và nhà gái cùng trở về phía sân khấu tình yêu một bước nữa, cùng bắt một cái bắt tay cùng với bà tham gia hội nhà trai của chúng ta. Cháu xin trân trọng kính mời hai ông bà chú hôn hai họ. Xin mời hai ông bà bắt một cái bắt tay luôn chú ơi. Dạ rồi. Và em cháu xin cái tiếp đó thì xin trân trọng kính mời tham gia hai ông chúng ta cùng trở về phía bằng tiền để cùng chiêu đãi và thưởng thức tất cả quý vị. Chứng minh tình yêu anh thiết tha trao người. Bao đêm em chờ mong phút giây ta gần nhau, cho tình yêu chắp cánh ta bay cao như ngàn sao. Bao năm anh lẻ loi giờ có em bên đời tôi, duyên trời đã xé mối anh với em chung thành đôi. Ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào, ta cùng xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh, và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong vòng tay ấm áp anh hứa yêu em trọn đời, trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Chứng minh tình yêu anh thiết tha trao người. Bao đêm em chờ mong phút giây ta gần nhau, cho tình yêu chắp cánh ta bay cao như ngàn sao. Bao năm anh lẻ loi giờ có em bên đời tôi, duyên trời đã xé mối anh với em chung thành đôi. Ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào, ta cùng xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh, và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong
vòng tay ấm áp anh hứa yêu em trọn đời. Trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh. Và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Ta cùng đi chung lối khóc dễ chia như ngày nào. Mãi mãi bên nhau, như chiếc chầu quấn lấy thanh câu, mừng cho đôi bạn và người bên nhau. Và cũng xin chúc cho cô dâu bé nhỏ của chúng ta và cũng như chúc cho gia đình thân nhân hai họ của chúng ta vào ngày này năm sau sẽ có một thằng cháu cu tí thật là kháu khỉnh. Và đặc biệt kể cho cô dâu bé nhỏ của chúng ta hát của cô như thế này: con ơi con ngủ cho ngoan, ngày này năm ấy ba mày cưới tao. Và quý vị ơi, thì cùng một chào pháo tay thật là to nữa. Anh mang câu chào nhanh bước qua, khoanh tay gật đầu thưa má ba. Hai bên người lành mình kết thông gia, từ đây trên dưới một nhà. Những hương măng nồng ta có đôi, răng long bạc đầu mong thế thôi. Hai tiếng vợ chồng ngọt bùa chia sớ mình ơi. Anh mang câu chào nhanh bước qua, khoanh tay gật đầu thưa má ba. Hai bên người lành mình kết thông gia, từ đây trên dưới một nhà. Những hương măng nồng ta có đôi, răng long bạc đầu mong thế thôi. Hai tiếng vợ chồng ngọt bùa chia sớ mình ơi.